Vâng, em Hiếu xin mến chào tất bác nhá. Và trong buổi chiều hôm nay thì anh em chúng em tiếp tục một dọn một đô loa, có thể nói là siêu phẩm các bạn. Nguyên chất bãi để về thì nó cũng tránh được những cái vết xước nhẹ các bác nhá. Thì em sẽ vệ sinh cho bác, vệ sinh thì mấy lọ xăng xịt thì xịt cái là sạch sẽ ngay các bác ơi. Thì trong ngày hôm nay thì em về được có số lượng là được khoảng chục cặp các nhá. Chục cặp tuyển chọn của các bác anh em chơi. Và đời rất là gần. Các bác nhìn vào có biết là loa gì không ạ? Có dòng loa JBL KP 4012 bác nhá. KP 4012 ạ. Đúng nhá. Đẹp long lanh từng cái căng này. Cái dòng này thì logo xe bác biết rồi. Và cái điều quan trọng trong phân khúc tầm tiền thì đây là những dòng loa em khẳng định là cực kỳ hay và chất lượng cho nên bác bảo chơi nhá. Thế ôm bụi tí thì em vệ sinh. Thì đối dòng này thì em đã bán rất là nhiều rồi và đây phiên bản mà nó đét nó rất là gần những cái phiên bản này, phiên bản tại sản xuất tại China không nhá, nhưng nó là hàng xịn. Thì hàng xịn thì bác biết rồi, thì nhìn nó đơn giản lắm, nghĩa là nhìn vài điểm nó biết ngay. Đây thứ nhất em quay đằng sau chú nhắc cái này. Thế đây em quay mộc nhá, chưa vệ sinh thuốc tát gì đâu. Phiên bản KP 4012 KP 4000 đấy, men China đó nhá, CD đây. Và nó có cái thêm đối bản China thì sẽ có một cái tem đỏ bên góc này bác này. Tem đỏ bên góc này. Đẹp zin ngay từ cái tường con ốc rồi. Ốc đen thui các bạn. Ốc đen thui luôn. Đen thui lùi. Nếu chỉ một đôi loa mới này. Thầy ơi, cho anh ít ốc đây nào. Ốc bát, ốc tép vậy. Để cho anh đốc bát rồi. Bác xem ốc này. Ốc JBL xịn này, ốc chép nó này. Nó bằng thép chống gì đen thui vào nhá, nhìn anh em nhìn nó biết rồi. Đây là phần ốc nhá, đây là phần ốc bát ạ. Ốc bát nó ốc bằng lục đấy. Thui lùi nhá. Như vậy thì đối dòng loa ở phân khúc dòng này thì đợt này em về ấy, thì rất là êm, thì em báo giá luôn giá 17 triệu đồng một đôi các bác nhá. 17 triệu đồng một đôi, giá rất hợp lý cho bác đầu tư. Và điều quan trọng bác thì một đô la mới này thì thị trường đang bán mức giá khoảng độ 38 triệu một đôi. Đó mua mới nhá. Thì mua hàng bãi thì anh em mua giá rẻ em được khoảng hơn nửa tiền rồi với những cặp loa nhất tuyển chọn này. Và điều quan trọng bác nhìn vào đây này. Cái đời nó đời 2021 này. Đời rất là gần đúng nhá, đời rất là gần. Và trong tầm tiền vũ như 17 triệu bây giờ thì bác chỉ mua đô la hàng đặt tên, hàng OEM thôi ạ. Còn đụng đến loa hãng thì các bác không mua được đâu. Không mua những đôi hàng mới nha, hàng mới ạ, có không mua được những đôi hàng hãng được. Đấy. Chỉ mua những dòng có tên, những dòng như của một là dòng của BS hay là dòng của DB đâu. Những dòng tên thì giá đã 14-15 triệu rồi. Thêm một số sản phẩm bằng tên khác. Còn bác mua những sản phẩm hàng bãi. Được cái là thứ nhất những sản phẩm hàng mà em đang giới thiệu cho người bác đây, những sản phẩm hàng lướt. Giá rất là hợp lý cho bác chơi, giá đây một hơn nửa tiền nó đầu tư. Nếu ghép vào bộ dàn thì giá bộ cũng chỉ khoảng độ 30 hơn ngoài 30, bác sử dụng cặp loa xịn sò rồi. Và đối phân tần thì bác ở đây bác thấy này. Với dòng này nhá, nó thiết kế là thùng gỗ ván ép không nhá. Thùng gỗ ván ép không nhá. Thùng gỗ ván ép này. Và phân tần đây. Bác nhìn vào phân tần này. Phân tần sử dụng của nó sử dụng tụ Benelux không nhá. Và phần chở ấy ạ, phần tụ của nó tụ Yossi. Yotex. Nó có hai bóng chống cháy các bác nhá. Gồm một bóng chống cháy cho loa bát và một bóng chống cháy cho loa chép các bác nhá. Cực kỳ đẹp và tất cả chân nó đủ keo hết này các bác. Vàng lướt lên chân của nó rất là sáng và sạch các bác nhá. Cái dòng này thì em Hiếu Minh bán nhiều rồi, nhiều năm nay rồi. Nay về lô hàng lướt quá, đời này có được cái đét, nó đét gần quá. Trước đây những bản em bán đời như bản Mexico bản cũ lâu ấy thì nó không có đét này. Còn đôi cái bản đời gần này nó có đét 2021 này. Bây giờ 2023 nha, nó lướt được khoảng 2 năm trời thôi. Driver rất là gần luôn. Còn quay vào củ bát, các bác thấy đây sử dụng củ bát này. Sử dụng củ bát đối trong này nó sử dụng là tép neo bác nhá. Tép neo bát thường. Sử dụng củ bát của nó sử dụng gông là sử dụng 2, 4, 6, 8 gông. Củ bát 8 gông. Và nó theo đi CD theo bát bác nhá. Gồm đây gồm mã bát. Đấy, mã màng này. Mã màng này. Mã côn này. Mã côn bác nhá. Đây là không thể thiếu được. Nghĩa là nếu mà con nào thay côn thì nó hết mất mã côn luôn. Các bác nhá, nhà thay côn là mất mã côn luôn. Côn sụn côn đen bác nhá. Côn đen. Mã côn. Mã màng.
và mã rốn là không thể thiếu được các nhé. Rốn sản phẩm Hoàng Xịn. Tối quá nhỉ, sao thiếu đồ sáng rồi. Đây quay bác sát này. Nó có một nghĩa nó có cùng và cả CD cùng luôn. Cả CD đây quay thiếu đồ sáng nhìn nó. Chúng bác biết là nó sẽ có một mã CD trong này. CD. Nè các linh kiện của JB ấy thì bác chỉ thấy nhìn đây côn hở này. Các linh kiện của JB ấy thì nó sẽ đồng bộ hết của hãng luôn đó nhá. Cùng hãng nên nó sẽ đi cùng mã luôn. Còn đây phần màng. Màng đối trong này bát nó rất là đẹp nên là nó còn dưỡng quá này, dưỡng thẫm luôn này. Và phần các nhìn này, keo của nó đây. Vòng đây. Đó. Các bác chỉ vòng này, thẫm này. Đây. Đét nhá, gân độ tẩm dầu 3 lớp và nó qua cái ngấn dầu nó chạy ra. Rất đẹp luôn các bạn. Và nói đến phần tép thì báo cáo bác thì nó dùng tép của nó là tép neo. Leo của nó dùng neo uranium nhá. Tại sao nói từ là neo uranium? Neo uranium là một dòng neo hay nhất và nó là một dòng neo ở phân khúc chỉ có loa cao cấp mới có thôi. Neo uranium thì hiện tại như em đang bán rất nhiều mã loa thì em thấy là nó tích hợp trên dòng như là của Vivay, hai là của JBL, ba là của một dòng nữa của DMX nhưng nó ở phân khúc là phải như là cái loa mà mấy triệu của DMX ấy thì nó mới có tích hợp neo uranium này. Đánh dấu của JBL và sử dụng của chép của nó, của chép JBL 2408H-2 có nhá. Các bác nhìn keo này, keo ở phần đổ này, đổ keo ở phần côn này, chân keo này, nhìn chưa? Nhìn rất là đẹp luôn các nhá. Và điều quan trọng nữa báo cáo ấy, thì đối trong này thì các bác cửa phối ghép với những bộ dàn chơi gia đình ở không gian từ 30-35 mét thì tuyệt vời luôn. Bác chơi đôi này thì nhất là thời điểm hè này thì nó thật sự luôn là giá em thấy là êm hơn so với đợt thời điểm Tết hoặc là năm ngoái em mình bán là êm hơn một chút vì nó do vận chuyển và tiền tệ nó giảm các bạn. Tiền nguyên nước ngoài ấy, thì giá trị tiền ấy nó hạ nhiệt đi nên là thời điểm này giá nó êm hơn so với trước. Em thấy êm hơn, em được đến cả 1 triệu đồng đó nhá, em được tầm khoảng 1 triệu thôi. Em một giờ trước còn chưa đến bán là nhờ cũng nhờ những cái thời điểm cao trào như Tết về ấy, tiền tệ vận chuyển nó tăng ấy, thì nó đắt hơn một tí. Thời điểm này giá rất êm cho bác đầu tư và em báo giá luôn mức giá tốt cho anh em chơi, giá 17 triệu đồng một đôi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Nô Lô nhá, cặp La Xịn và số lượng nó có về cũng được có 10 cặp thôi, 9 hay 10 cặp thì không nhiều. Vì đây là dòng nó đắt tiền nên là mình nhập về nó không được nhiều ạ. Thỉnh thoảng nó được cái 3 cái sàn tháo ra ôm được có 8 được có 9 10 đôi thôi. Căng của nó sử dụng căng các bác nhá. Căng của nó là sử dụng căng là logo xoay các nhá. Căng logo xoay ạ. Logo xoay thì đi có cho ngang được cho đứng được. Thế bên những cái phiên bản đời mở gần đây ấy, thì đối của JBL thì nó sản xuất đặt nhà máy như thì JBL hay B3 vừa sản xuất đặt nhà máy sản xuất tại China rồi. Và đối với phản đời gần này thì sản xuất 100% tại China như bây giờ là phản 2021. Mình quay trực tiếp, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Nô Lô nhé. Đối dòng này thiết kế thùng cân thì The Diver cho ra rất là hay các bạn. Đối dòng JBL ấy thì cái rẻ bát nó ấy, đánh nó không bị chói các bạn. Đánh nó sâu nhưng nó sâu theo kiểu nó mềm tiếng. Và tính tép nó nhuyễn, nó khác với những dòng khác. Nếu mà ở phân khúc 17 triệu mà em đang bán đây là tất cả những mã loa thị trường. Nó thật sự luôn đối với hàng bãi nhá. Em nói thẳng luôn với hàng bãi 13, 14 triệu hay 15 triệu ăn không ăn được đôi 4012 đâu, em khẳng định luôn. Các bác ra nghe chay luôn tại đơn vị Nô Lô em. Còn tất nhiên là các bác có những bác chỉ cố những đôi khoảng 10 triệu thôi thì em đã ủng cho anh em đôi 10 triệu. Còn những bác nào nếu mà ở cố được khung cúc tầm 17 triệu thì em khẳng định là hiện tại bên em đang bán rất nhiều mã loa nhá. Vì em bán nhiều mã loa, tất hầu như thị trường các mã loa nào hầu như em đều có. Đối với thằng bãi thì bên em nhập đầy nhập rất khủng luôn. Nếu mà biết rồi thì em so sánh công tâm luôn là nếu mà ở phân khúc 17 triệu giật về thì hiện tại nghe mới là các cả mã loa các mã loa khác 14, 15, 16 triệu thì không ăn được đôi này đâu. Như B3X12i không ăn được đâu. Em thật sự luôn. Kể nhà em đang bán B3X12i thật. Nhưng cái gì ra cái đấy. Còn không biết là mỗi người có một cái đam mê riêng. Còn đối với em thì mình về hàng đối với sản phẩm nào mình nghe nó hợp lý và mình cảm nhận được nhiều trong dòng loa thì mình chia sẻ thật cho các bác anh em chơi. Đấy. Và số lượng có ít, anh em có nhu cầu thì liên hệ em cũng như có nhu cầu hỗ trợ nâng cấp đổi các nâng đời. Những bác nào kẻ mua nhà em hay mua nhà khác, một đơn vị khác người ta không hỗ trợ các bác nâng đời, gặp đơn vị Yumiro thì em hỗ trợ anh em nâng đời nhé. Chơi em dòng tên tuổi tuyệt vời luôn.
qua xịn thì nhìn đơn giản, nhìn phát biết ngay từ cái ốc, cái ác, từ phân tần, từ chép, từ bát các bác anh em chơi. Và đối dòng JBL thì biết độ nhạy nó rất là cao, thì để đánh được cặp loa này các bác chơi cũng đẩy tầm 5-6W là đánh thoải mái rồi các bác ạ. Nhưng mà nhìn to xác này thôi, những dòng này thì độ nhạy rất là cao, thì bát nó đánh ra nó rất là sâu, nó như là bát nó sâu nhưng cái tính bát nó mềm các nhá, tép nó đánh nó tơi, nó nhuyễn, nó không bị chói tai các nhá. Đó là thì đặc thù của dòng JB. Vì sao cái dòng này nó là thương hiệu nhưng bản chất nó tiếng rất tuyệt vời luôn các bạn. Hôm nay em giới thiệu chi tiết cũng như là quảng bá anh em trên kênh, các bác có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Và xin chào tạm biệt bác nhé.